Với đặc điểm gần gũi, dễ tiếp cận và mang tính cộng đồng, tại Thái Nguyên, những năm trở lại đây, từ nhu cầu thực tế, bóng đá phong trào, sân bóng đá mini 7 người đã thu hút đông đảo người tham gia. Nhiều giải đấu cũng đã được tổ chức tạo ra sự khởi sắc mới cho bóng đá phong trào. Và giải bóng đá 7 người tỉnh Thái Nguyên năm 2024 được tổ chức thỏa nỗi lòng của những người yêu, đam mê, tâm huyết và trách nhiệm với bóng đá Thái Nguyên. Được đăng cai cái giải bóng đá 7 người lần thứ nhất tranh cúp động lực. Đây là cái niềm phấn khởi của thành phố Phổ Yên. Và qua đây thành phố Phổ Yên cũng đã tham gia tích cực trong cái giải đấu này. Và bên cạnh đó sẽ làm tốt cái trách nhiệm của một cái đơn vị đăng cai. Đó là đảm bảo làm sao giải đấu được an toàn và diễn ra thành công một cách tốt đẹp. Tham dự giải bóng đá 7 người tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên tổ chức có 8 đội bóng phong trào tiêu biểu đại diện cho các huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội đều quy tụ đội hình tuyển chọn mạnh nhất. Cũng đã rất lâu rồi và Thái Nguyên mới có một giải quy mô cũng như là thu hút được các đội bóng chất lượng tham gia giải đấu lần này. Một số cầu thủ hiện tại đang thi đấu ở trên địa bàn, còn một số cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp thì cũng gọi anh em về để làm cho phong trào bóng đá của huyện nhà cũng như là người dân được sống trong cái không khí bóng đá tuyệt vời nhất. Và lần đầu tiên tôi được tham gia giải đấu của tỉnh. Đây là giải đấu rất chi là lớn, quy mô với sự hội tụ của những đội bóng lớn. Mình mong là sẽ có nhiều giải to lớn như này để cho anh em cầu thủ cùng chơi, cùng phát triển, rèn luyện sức khỏe, gắn kết với nhau. Quy mô tổ chức, chất lượng cầu thủ đều được đầu tư quan tâm. Các trận đấu được áp dụng luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Từ giải đấu mở ra những tín hiệu tích cực cho bóng đá phong trào Thái Nguyên. Liên đoàn cũng như các ban tổ chức cũng muốn sau này đã thông qua cái giải này sẽ phát triển mạnh hơn nữa, từ 7 người rồi 11 người. Thì liên đoàn cũng rất chú tâm vào cái việc đầu tư cái giải chất lượng cao nhất có thể. Lần đầu tiên thì tổ chức thì chúng tôi cũng muốn làm sao cho cái sự phong phú nó đa dạng lên. Thế sau này thì có thể ta sẽ bóc tách ra. Ví dụ khối doanh nghiệp thì là của chuyên về khối doanh nghiệp và khối cơ quan đoàn thể là chuyên về cơ quan đoàn thể và khối của các tuyến huyện thì cũng chuyên về các huyện và thành phố tương đương. Người Thái Nguyên vẫn luôn yêu và dành tâm huyết cho bóng đá. Mỗi một giải đấu quy mô được tổ chức sẽ lại thổi bùng lên nhiệt huyết ấy. Sẽ có những tài năng được phát hiện, những kinh nghiệm tổ chức được đúc rút, góp phần thúc đẩy bóng đá phong trào của Thái Nguyên ngày càng khởi sắc.